Như các bạn đã biết, cá hồi là một trong những loại thực phẩm được đánh giá rất cao do có hàm lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt là đối với các trẻ nhỏ. Món cá hồi là nguồn dưỡng chất đầy đủ mà các con cần bổ sung đều đặn. Chính vì vậy các bà mẹ nên cho trẻ ăn các món ăn được chế biến từ cá hồi nha, để thay đổi khẩu vị cho bé, làm giúp cá hồi cho con ăn dặm tỏ ra đơn giản nhưng thơm ngon mà chắc chắn các bé sẽ rất thích. Trong video ngày hôm nay thì tạp chí Angline sẽ chia sẻ cách làm giúp cá hồi đơn giản nhất, đảm bảo không hề bị tanh nha các bạn. Về phần nguyên liệu, mình có 200g cá hồi phi lê. Mình mua trong siêu thị có rất nhiều nha các bạn. Cá hồi thì các mẹ nên chọn loại tươi mới để đảm bảo lưu giữ đầy đủ dưỡng chất và đảm bảo an toàn sức khỏe cho con. Sau khi các mẹ mua cá về thì cần chế biến ngay nha. Cá hồi có màu xám tươi vảy sáng bóng. Khi bạn ấn nhẹ thì sẽ thấy các cơ cá đàn hồi, không để lại dấu vân, tay không mềm nhũn, không có mùi tanh, thì đó chính là con cá hồi ngon. Còn nếu bạn mua cá phi lê thì nếu cá có màu cam tươi đến cam sợt để mắt, vân cá thì đều, thịt thì không bị nhốn, thì bạn đừng bỏ qua miếng cá đó nha. Mình sẽ chuẩn bị thêm gừng. Còn nếu bạn không có gừng, bạn có thể thay bằng sả. Hai trăm ml sữa tươi không đường. Các mẹ có thể bổ sung thêm gia vị nếu các bé trên 1 tuổi. Con bé nhà mình thì mới 10 tháng tuổi thôi, nên mình sẽ không cho gia vị các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế nguyên liệu. Đây là bước cực kỳ quan trọng, quyết định đến chất lượng của món ăn này. Cá hồi thì thường có mùi tanh và các con thì thường không thích cái mùi này. Do vậy ở bước này, các mẹ cần khử mùi tanh cho cá hồi thật là kỹ nha. Mình sẽ rửa sạch cá hồi, loại bỏ xương nếu có. Ở đây thì mình có miếng phi lê cá hồi nên đã được bỏ xương rồi nha các bạn. Bạn có biết rằng cá hồi là siêu thực phẩm bổ dưỡng trí não không? Điên chê có trong cá hồi có tác dụng tăng cường trí não cho trẻ em, cải thiện trí thông minh và phát triển hệ thần kinh. Còn đối với người lớn, khi sử dụng cá hồi thường xuyên trong các bữa ăn sẽ giúp trí não hoạt động tốt hơn, hỗ trợ tăng sinh các tế bào não, làm dịu hệ thần kinh khỏi các cảm giác căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Và đặc biệt hơn, các mẹ bầu đang mang thai, nếu sử dụng cá hồi nhiều sẽ giúp não bộ của thai nhi phát triển tốt hơn ngay từ trong bụng mẹ đấy ạ. Mình sẽ ngâm cá với 200ml sữa tươi không đường. Mình sẽ ngâm trong 30 phút để khử mùi tanh của cá. Đây là bước cực kỳ quan trọng, các mẹ đừng bỏ qua 3 bước này nha. Một sau 30 phút khử mùi tanh cho cá bằng cách ngâm sữa tươi. Một sau đó thì mình sẽ lấy cá ra để ráo. Hoặc là nếu bạn nào muốn nhanh hơn thì bạn có thể dùng giấy để thấm hết nước trong cá nha. Cưng thì mình sẽ đi gọt vỏ. Giã nhỏ hoặc bạn có thể thái nhỏ đều được. Ngâm gừng này với 50ml nước nóng trong khoảng 5 phút nha các bạn.
Rồi sau đó mình sẽ dùng dây để lọc bỏ phần xác gừng. Tiếp theo cho cá vào đĩa. Ướp cùng với nước gừng khi nãy. Mình cho một ít nước gừng thôi nha. Rồi mình sẽ đặt vào sừng hấp trong khoảng 20 phút. Nếu bước này bạn không có gừng thì các bạn có thể hấp cùng với sả nha. Hấp cá trên ngọn lửa vừa phải. Để cá chín từ từ thì ăn sẽ ngon hơn. Theo nghiên cứu, cá hồi có hàm lượng axit béo omega 3 cao. Đây chính là thành phần quan trọng để phát triển não, bộ của trẻ. Ngoài ra cá hồi còn là nguồn thực phẩm bổ sung nhiều dưỡng chất khác như pozotin, axit amino, vitamin D, vitamin nhóm B, cùng một số 6 chất thiết yếu khác như canxi, kali, sắt, kẽm và dê. Việc lựa chọn cá hồi làm thực phẩm để sử dụng trong các bữa ăn là cách đơn giản nhất để đảm bảo dinh dưỡng mà cơ thể cần. Sau khi hấp cá 20 phút xong thì mình sẽ gắp cá ra. Xé nhỏ cá hoặc bạn có thể dùng tay bóc. Giã nát tùy thích. Khoa học đã chứng minh rằng thường xuyên sử dụng cá hồi còn giúp duy trì đôi mắt sáng, ngăn ngừa và đẩy lùi các căn bệnh về mắt, nhất là bệnh thoái hóa điểm vàng cực nguy hiểm. Chất axit béo và omega 3 có trong cá hồi, nó sẽ giúp chăm sóc đôi mắt của bạn, ngăn ngừa tình trạng mỏi mắt, khô mắt, hoa mắt thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Rang cá hồi đã chén nhỏ trên lửa. Đảo cá cho đều tay đến khi cá khô ráo. Bạn nên nhớ là dùng lửa nhỏ thôi nha. Ở bước này thì các mẹ có thể cho thêm gia vị nước mắm, muối nếu con của bạn trên 1 tuổi nha. Tiếp tục đảo cá đến khi thịt cá săn lại không bị cháy, không bị quá khô thì tắt bếp. Rang và đảo cá. Đến khi như thế này thì mình sẽ dừng lại nha. Nếu bé nhà bạn mới ăn dặm con ăn nhuyễn thì mẹ nên xay nhỏ cá hồi này bằng máy xay sinh tố hoặc dùng chày để giã nhỏ. Còn nếu bé lớn hơn ăn thua tốt hơn thì các mẹ có thể để nguyên cá hồi như thế này hoặc là xay sơ qua một chút thôi nha. Tới đây thì món ruốc cá hồi đơn giản đã thực hiện xong rồi. Yêu cầu thành phẩm ruốc cá hồi thì không bị khô, có mùi thơm đặc trưng. Các mẹ có thể dùng ruốc cá hồi này cho con ăn trực tiếp. Mình thì thường làm ruốc cá hồi này rồi sẽ rắc lên cháo hoặc cơm. Và cả nước canh cho con nữa.
Bé Sam nhà mình thì rất thích món ăn này. Các bạn hãy làm cho con ăn thử nha. Nhiều người thắc mắc rằng ruốc cá hồi sẽ đẻ được bao lâu. Và thông thường thì nếu bảo quản trong hũ, thì tinh sạch, để vào trong ngăn mát tủ lạnh, thì ruốc này có thể bảo quản được trong 1 tuần. Nhưng lưu ý là các mẹ nên làm ruốc cá hồ với lượng vừa phải thôi nha, để đảm bảo dưỡng chất tốt dành cho con. Khi nào con ăn hết thì mình mới làm tiếp nha. Như vậy là qua video này, các mẹ đã biết cách làm ruốc cá hồi thơm ngon, không bị tanh cho con rồi phải không? Mình thấy món ăn này vừa dễ, nhiều chất dinh dưỡng, và đặc biệt cách làm cũng rất đơn giản luôn. Hãy thêm món ăn này vào thực đơn ăn dặm của con yêu ngay hôm nay mẹ nha. Chúc các mẹ thành công với món ăn này.